Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là một chiếc xe ít tiền, chỉ có vài chục triệu thôi mà lại còn rất là ngon các bác nhá. Lại còn rất là ngon. Form dáng của xe thì vẫn còn đẹp, với lớp sơn rất là lạ mắt, với lớp sơn màu như kiểu là trong hãng taxi Mai Linh đúng không ạ? Nhìn rất là giống luôn. Thì video này mời các bác xem chi tiết về con xe Daewoo Rubiza này nhá. Sản xuất năm 2002. Số sàn máy 1.6 thôi. Các bạn, chỉ có 1.6 thôi, cho nên là nó rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Và con này thì vẫn đăng ký từ đầu. Đấy. Vẫn một đăng ký từ đầu. Chưa đăng ký lần thứ hai. Với nước sơn mà chủ trước đổi rất là bắt mắt đúng không ạ? Rất bắt mắt luôn. Form dáng của dòng xe này thì tuy rằng đến bây giờ nhìn được của nó vẫn còn đẹp đúng không ạ? Nhìn vẫn giống như là những cái mẫu xe đời cao cao bây giờ đúng không ạ? Tất nhiên thì so với những đời 2010 mấy thì form dáng của nó tất nhiên sẽ không bằng, nhưng mà so với lại những đời 2007-2008 thì em nghĩ là cái form này cũng xứng đáng đúng không ạ? Xe được thiết kế một bộ na răng đúc các bác nhá. Na răng đúc. Gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn bằng điện. Hoàn toàn bằng điện. Đây. Các bác xem này, bằng điện hết các bác nhá. Và cái phần tắp ni cửa nó này nó không bị ố vàng nhá. Nhiều con Rubiza đã bị ố vàng rồi, nhưng con này của em là còn không bị ố vàng này. Đấy. Phần tắp ni cho đến phần tắp nô cửa thiết kế bằng chất liệu ghế da xịn nhá. Đây, chất liệu ghế da xịn. Chất liệu da xịn đấy ạ. Ghế cũng vậy, ghế cũng là một chất liệu da xịn. Đấy, nhưng mà ghế đây thì cũng đã từng được xử lý các nhá. Còn thì tắp đi, tắp lô nó là xịn nguyên bản theo xe. Điều hòa mát. Âm thanh hay. Xe chạy chắc lịch luôn. Đấy, xe chạy rất là chất, rất là chắc. Đấy, chắc lịch luôn các bác nhá. Đấy, nhưng còn bù lông này vẫn còn vàng này. Sơn này là một nước sơn xịt các bác nhá. Nó vẫn rất là bóng này. Đấy, rất là bóng đẹp này. Đấy. Rất là bóng đẹp luôn. Nội thất của xe rộng rãi, rộng hơn những dòng xe như là Lanos các bác nhá, rộng hơn Lanos. Và thân vỏ của xe nó cũng sẽ dày hơn. Đấy, thân vỏ của xe nó cũng sẽ dày hơn. Chắc chắn hơn. Chạy đầm hơn, chắc hơn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe Nu này nó ở mức tầm khoảng 7 lít trên 100 km các bác nhá. Tầm khoảng 7 lít xăng. Nếu bác chạy được chậm thì nó còn chưa tới cơ. Đấy, form dáng của xe rất là đều, rất là căng này, các bác xem này. Đấy, rất là căng luôn. Đấy, rất là căng nhá. Đây lốp rồi. Chiếc xe này chạy ra ngoài đường thì em nghĩ là nhiều khách hàng cứ tưởng là đây là một chiếc xe mà chạy dịch vụ đúng không ạ? Là nhiều người lại tưởng đây là một chiếc xe Mai Linh. Đây các bác xem, vẫn biển bố số nhá. Cái biển này và mình có thể sơn lại được, sơn lại được. Sơn xi của xe thì rất là bóng, xung quanh xe rất là bóng đẹp. Tất nhiên thì thân vỏ xe nó không căng được như những chiếc xe đời 2010 mấy. So với lại những chiếc xe mới thì không bằng được đúng không ạ? Nhưng mà so với lại giá tiền so với đời thì như này quá là ok rồi đúng không ạ? Quá là ok luôn. Na răng đúc 5 quả nguyên bản theo xe. Đăng kiểm của xe đến tận tháng 7 năm 2021. Đấy, vẫn còn rất dài này, tháng 7 năm 21 luôn. Đấy, thân vỏ là không mục một nha các bác, lưu ý là những dòng xe mà ít tiền, những dòng xe Rubiza là thường là cái gầm nó hay bị mục mọt. Nhưng mà chiếc này của em là không bị mục mọt đâu các bác nhá. Chủ xe đi ít giữ gìn cho nên là thân vỏ nó rất là tốt, máy móc chất luôn. Máy móc vỏ rất là êm. Máy số cực chất luôn các bác nhá. Gầm bệ chắc lịch, lái nhẹ, côn nhẹ, số nhẹ các bác nhá. Điều hòa mát rượi. Sedan hai đầu, cốp sau rất là rộng. Đấy, cốp sau rất là rộng. Quay kỹ cho các bác xem, tuy rằng ít tiền nhưng mà cũng quay kỹ cho các bác xem luôn nhá. Bên em vẫn còn thêm 4 con Rubiza nữa các bác, đang có 4 con nữa. Mời các bác cùng qua xem và cảm nhận. Được chiếc nào thì bên em sẽ để cho các bác cái chiếc đó.
đấy, với giá hợp lý thôi. Tất nhiên thì nó sẽ là hợp lý so với chất lượng của xe đúng không ạ? Còn thì những cái mẫu xe mà kém một chút thì thậm chí là 3-4-50 cũng có luôn, cũng có xe luôn đúng không ạ? Nhiều bác thì mình cứ quan tâm đến đời đúng không ạ? Quan tâm đến đời, quan tâm đến xe. Thế nhưng mà với cá nhân em và một số những người người ta biết về xe đấy ạ, thì người ta quan trọng là những chiếc xe đời thấp, quan trọng những chiếc xe ít tiền này là nó phải là có đẹp, là nó phải còn chất lượng đúng không ạ? Nó phải sử dụng được và nhìn hình thức nó phải đẹp. Một chiếc ô tô mà đi ra ngoài đường tuy rằng đời cao nhưng mà không cẩn thận là cũng sẽ làm đường ngay, phải không bác? Đấy, bây giờ là mở cốp ra cho bác xem cốp luôn nhá. Đấy, cốp sau vẫn còn nỉ này, vẫn còn nỉ nhá. Đấy, vẫn nỉ đây. Đấy, đây bây giờ thì em sẽ mở cái phần cốp dưới sau ra cho bác thì mình cùng xem này. Đấy, không mục mọt nhá, cái lốp dự phòng của xe thì bỏ ra bên ngoài rồi. Đấy, chủ xe thì cũng được dán cái phần phim. Đấy, cách âm cách ồn có khóa khiển nhá. Đây, khóa khiển đây, khóa khiển đây. Đây, chỗ này được trang bị hai loa này, sau có hai loa này, âm thanh hay. Chủ xe có tí tiền thôi mà từ về chất lượng và hình thức của xe vẫn còn đẹp. Nội thất của xe em thấy cũng còn rất là sáng, rất là tươi. Đây, các bác xem này. Đây, da nhá, các bác cứ so sánh một số những cái mẫu xe mà đang có trên thị trường mà xem. Đây, mình xem xe dòng Mobiza nhiều thì mình cũng thấy rằng là nhiều con đấy ạ, nhiều con những cái phần da của cánh cửa nó bị bạc hết đi rồi và nó bị kiểu ố vàng đấy ạ. Đấy, những cái nẹp sườn này nó cũng không còn nguyên đúng không ạ? Chiếc này của em còn nguyên luôn này. Đấy, gioăng cửa xe thì vẫn còn đẹp đây, vẫn đẹp đây. Đấy, gioăng cửa vẫn đẹp luôn, không có chắc lịch. Dòng này phụ tùng thay thế cực rẻ và cực dễ luôn các bác nhá, cực dễ và cực rẻ luôn. Đây, ghế da xịn này, các bác nhìn ghế da xịn nó khác ngay, sờ nó cũng khác ngay, các bác nhìn nó cũng khác đúng không ạ? Trần nhá, trần lên trần 5D. Đấy, trần 5D. Táp lô cũng là táp lô da xịn này, da nguyên bản theo xe này. Những cái đồ nhựa ở đây nó không bị gãy vỡ tí nào đâu, không bị gãy vỡ tí nào cả. Đây nhá, đây là phần âm thanh và hệ thống công tắc chỉnh đầu đài. Đây, đây là đồng hồ này. Mọi chức năng của xe hiện tại đang hoạt động bình thường các bác nhá, hoạt động bình thường. Đấy, cái đồ nhựa ở đây này, có xe này, đồ nhựa ở đây nó vẫn còn rất là tươi này. Đấy, đấy còn rất là tươi luôn này. Đấy, cốp này rất đẹp, sàn bọc da rồi. Đấy, sàn bọc da, da là da này nó cũng kém rồi các bác, mình bọc lại da khác được nhá. Bọc cái sàn da thì mất 400.000 thôi, thường thường bên em vẫn bọc cái sàn, cái nót sàn đấy ạ. Bình thường thì những cái dòng xe này nó bằng lý đấy, được bọc nót sàn da bên ngoài. Đây, phần cánh cửa đẹp chưa này, các bác xem này, cánh cửa xe rất đẹp này, nó không bị ố đâu. Đây, tất cả bốn cánh cửa xe không bị ố, các bác nhìn này, không bị ố gì cả, rất là chắc chắn, rất là tươi xe. Gioăng cửa về mình thay đi, gioăng cửa gioăng khung một tí mình thay đi là được. Đây, nội thất rộng rãi, thiết kế cái phần ghế ngồi rất là ôm người các bác nhá, ngồi rất là ôm người luôn, ngồi cho cảm giác nó thoải mái. Ghế này đang tụt về phía sau cho nên là nhìn nó hơi chật, mình đưa lên phía trước thì nó rất là rộng các bác nhá. Lovisa thì nó rất là rộng. Đấy, phía sau đây, đấy, trần 5D rất đẹp. Và nội thất em quay xong rồi, bên ngoài quay xong rồi thì bây giờ quay máy đi đúng không ạ? Quay máy, quay gầm cho các bác mình xem nhá. Đây, đóng cửa nó chắc chắn đúng không ạ? Cửa nó rất chắc. Đăng kiểm đây, đăng kiểm tháng 7 luôn này. Nóc đây nhá, quay luôn nóc cho bác xem. Chỗ này đấy là người ta kiểu ngày xưa người ta dán cái vè che mưa, đấy, vè che mưa, cái keo vẫn còn này. Và mình
mua cái bộ vè che mưa mình dán đây nhá, hết mấy trăm nghìn thôi. Đây, cái này nó hơi bẩn bẩn này, do keo ngày xưa người ta dán đấy mà. Và mình mua một bộ vè che mưa hết mấy trăm nghìn thôi, mình dán nó vào nhìn nó sẽ đẹp hơn. Đây, gầm đây, gầm đây các nhá, đây, gầm sàn đây, không bục mọt gì. Đấy, không bục mọt gì đâu. Đấy, bây giờ em quay trời nó hơi tối một tí, gọi là hơi đốm han hăng chút thì không tránh được, ngọn đời thấp mà tránh được, nhưng mà bục mọt không có đâu ạ. Đấy nhá, bộ xe này không bục mọt gì nhá. Xe nhìn nó bên trong chất thì bên ngoài là vẫn ngon. Bây giờ máy luôn, máy luôn cho bác mình xem, nổ vào máy này cho bác nghe tiếng máy luôn nhá. Đấy, máy nổ rồi, mỗi phát nổ ngay. Đây em nổ mở capo này, capo có mở ở đây nhá, mình mở ở đây này. Đấy, vòng tua chỉ có 500 thôi, máy nổ rất êm, không chảy dầu này, không bị đổ hơi này, không bị khói này. Đấy, máy đây nhá, máy ra máy xe rất đẹp. Các bạn xem này. Đấy, máy đang nổ đây. Đây máy đây nhá. Đây, các bạn xem này. Máy đẹp. Máy phun xăng điện tử 1.6. Cabo vẫn đẹp này. Thì cabo vẫn đẹp. Các bác từng đi dòng Lumina rồi thì các bác nhìn con này các bác biết được chất nó như nào ngay các bạn. Mình so sánh với những chiếc xe gọi là vài chục triệu thôi nhá, mình so sánh với những chiếc xe mà trên 100 triệu tất nhiên sẽ không bằng rồi đúng không ạ. Dưới 100 triệu mà được đi này thì em nghĩ là trên 100 triệu cũng có thể là so sánh được. Mình phải so sánh với những chiếc xe mà gọi là 200 đi, 200 trên 200 thì không bằng, nhưng còn trên 100 triệu chiếc này em nghĩ là vẫn đứt luôn. Một số con đúng không ạ, tất nhiên là một số con kém hơn 100 triệu thì cũng khoảng rồi. Cái đèn pha này về mình đánh đi nhá, đánh cho nó sáng như bên đây. Đấy, đánh cho sáng bên đây. Không rồi quên em không đánh đi. Đấy, cái mặt ga lăng của xe vẫn đẹp này, không gãy vỡ gì cả nhá. Bốn kính kia. Đấy. Xe số bình thường, xe ngon, chạy ngon. Giấy tờ hợp lệ sang tên bình thường các bác nhá. Các bác lưu ý là bên em còn mấy con nữa cơ, mấy con Lumina này như này nhá. Mấy con nữa cơ. Màu xanh xanh như này thì em còn một chiếc xe Spark kìa. Đấy, con kia là cũng không taxi dịch vụ nhá, cũng đang bán loanh quanh trăm thôi. Đấy, không taxi dịch vụ đâu. Rất là nhiều xe khác nữa các bác ạ. Bên em đợt này nhiều xe lắm. Và các bác hãy liên hệ cho bên em để được tư vấn thêm, để được chốt xe theo hai số điện thoại là 093 8586 307 và 0389 000 555. Địa chỉ các bác tới là 166 Hồng Châu. Đấy, số điện thoại đây ạ, 166 Hồng Châu, thành phố Hải Dương, để được xem xe nhá. Em bây giờ đang có hai bãi liền cơ, một bãi nữa mới mở ở chỗ chân cầu Lộ Cương. Đấy. Và bãi này vẫn là bãi cũ, hiện tại đang có hai bãi liền. Giờ mời các bác qua xem cảm nhận, chạy thử được chiếc xe nào. Đấy. Em sẽ chốt cho các bác mình chiếc đó với giá hợp lý các bác nhá. Đấy, mới về chiếc này này, rất nhiều xe mới về trong cái đợt này luôn, cực nhiều xe các bác nhá, rất nhiều. Vâng, ok, em cảm ơn các bác đã theo dõi video và đã ủng hộ em.